Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Dóc Giờ CV Vlog. Lại là mình đây. Chúc các bạn nghỉ lễ thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè. Hôm nay team sẽ đi quay video trong dãy cho các bạn xem nhé. Đội hình hôm nay đi quay gồm 3 chiếc. Một là chiếc xe Hyundai 4 chân tỷ lệ 1:16. Hai là chiếc xe Rock Rubicon tỷ lệ 1:10. Ba là chiếc xe máy cày Someca của Mỹ tỷ lệ 1:18. Ba chiếc này các bạn thích chiếc nào nhất hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Nào chúng ta cùng lái thôi. Edo.